Bản tin sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong ngày 25 tháng 11, cũng là ngày thứ hai thực hiện lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, thêm nhiều xe tải chở viện trợ nhân đạo và nhiên liệu đã vào Gaza từ Ai Cập qua cửa khẩu biên giới Rafah. Tại thành phố Khan Yunis, hàng ngàn người dân đã mang theo thùng chứa, chờ sẵn bên ngoài một cây xăng. Theo hãng tin AP, trong thời gian ngừng bắn, Israel đã đồng ý cho phép viện trợ 130.000 lít nhiên liệu mỗi ngày, dù đây chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu hàng ngày ước tính hơn 1 triệu lít của Gaza. Lần đầu tiên sau hơn một tháng, viện trợ đã đến được phía bắc dải Gaza. Tôi mong rằng lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài và điều kiện sống của người dân được cải thiện, cung cấp nhiên liệu cho người dân cũng như các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống. Giờ chúng tôi chỉ mong có vậy thôi. Một đoàn xe của Liên Hiệp Quốc đã chuyển bột mì đến hai cơ sở tạm trú cho người dân phải sơ tán do giao tranh. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết 61 xe tải chở thực phẩm, nước uống và vật tư y tế đã lên đường tới phía bắc Gaza hôm thứ Bảy 25 tháng 11. Đây là đoàn xe viện trợ lớn nhất tới khu vực này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Trong cùng ngày 25 tháng 11, COGAT, cơ quan điều phối hoạt động chính phủ trên lãnh thổ thuộc Bộ Quốc phòng Israel, cũng thông báo hơn 50 xe tải viện trợ nhân đạo do Liên Hiệp Quốc phụ trách, chở thực phẩm, nước uống, thiết bị trú ẩn và vật tư y tế đã được triển khai tới phía bắc dải Gaza và đến cả những nơi trú ẩn tại các khu vực chưa sơ tán.